Chào tất cả các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giúp các bạn tìm hiểu lý do tại sao bạn lại chọn học tại trường trung học Fairmont. Thì trường trung học Fairmont Mỹ được biết đến như là một sự lựa chọn đáng tin cậy của các bậc phụ huynh có nhu cầu cho con em mình du học, bởi hàng năm có khoảng 98% học sinh quốc tế của trường Fairmont đậu vào top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Theo đánh giá của tạp chí US News and World Report năm 2013, 100% học sinh tốt nghiệp đều được tiếp nhận vào các trường đại học. Và số học sinh được cấp học bổng nhập học tại trường đại học hàng đầu tăng đều sau mỗi năm. Và được thành lập vào năm 1953, trường trung học Fairmont thì có bề dày lịch sử hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và được cơ quan quản lý giáo dục Mỹ công nhận và được Hiệp hội các trường tư quốc gia bảo trợ. Trường trung học Fairmont thì luôn tự hào về chất lượng giảng dạy và đào tạo học viên, quy tụ đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, tận tình và giàu kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên quốc tế. Hàng năm thì trường đã đào tạo hàng trăm sinh viên tốt nghiệp với kết quả cao và được nhận vào các trường đại học hàng đầu thuộc top 100 tại Mỹ. Nhằm kích thích khả năng học tập của sinh viên, trường trung học Fairmont đã đáp ứng các kỹ thuật công nghệ cao vào công tác giảng dạy, trải qua quá trình nghiên cứu và thử thách các thiết bị khoa học kỹ thuật cao. Bên cạnh đó thì trường còn xây dựng một thư viện online mà ở đó sinh viên có thể tìm thấy các tài liệu của mình cần, cũng như là những vấn đề mang tính xã hội đến những tài liệu liên quan tới học thuật, luận văn và các bài báo khoa học từ các tạp chí nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại thì trường đang áp dụng các chương trình học định hướng y khoa, kỹ sư, toán nâng cao, v.v. tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng ở bậc đại học. Năm 2013 thì tỷ lệ sinh viên trường Fairmont thi đậu vào kỳ thi IB là 80%. 3 sinh viên tốt nghiệp chương trình IB được nhận vào 3 trường đại học nổi tiếng là Yale, Cornell và Pennsylvania. Trường cũng sở hữu 2 học viện nổi tiếng được trang bị đầy đủ tiện nghi là FIA dành cho sinh viên từ 7 đến 11 và FBA dành cho sinh viên từ 9 đến 12. Ngoài ra thì trường cũng tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng của mình trên tất cả các lĩnh vực như là nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và các phòng nghiên cứu với các máy móc hiện đại, sân chơi đạt tiêu chuẩn và luôn sẵn sàng phục vụ cho sinh viên bất kỳ lúc nào. Song song với việc học văn hóa thì trường trung học Fairmont cũng thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế, các hoạt động công ích, phục vụ cộng đồng, tình nguyện v.v. giúp cho sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn trong việc tiếp thu kiến thức từ sách vở cũng như là từ trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì trường có hơn 50 câu lạc bộ văn hóa, giải trí, thể thao như là cờ vua, bóng rổ, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện từ giáo dục văn hóa đến rèn luyện thể chất. Và mọi thông tin chi tiết thêm về trường cũng như là thủ tục du học tại trường, bạn vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có 2 chi nhánh, đó là một chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi những clip tiếp theo, cập nhật những thông tin du học Mỹ bổ ích. Và sau đây thì xin mời các bạn xem một clip chia sẻ của một du học sinh. Xin chào các bạn, mình tên là Vương Thị Thu Hằng, mình đến từ Gia Lai, mình vừa được nhận visa, cảm giác của mình lúc này rất là vui. Mình xin được chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm khi mà để được nhận visa đi du học Mỹ. Thứ nhất là phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thứ hai là phải tự tin. Lý do để chọn Mỹ đi du học là vì Mỹ là một đất nước phát triển, có nền giáo dục tốt. Cái đầu vô cũng rung lắm nhưng mà khi mà gặp lãnh sự thì hết rung. Tại sao mà mình có thể trả lời được tốt những cái câu hỏi đó là tại vì là mình tự tin. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là mình rớt, mình phải nghĩ là mình đậu thì chắc chắn là mình sẽ đậu. Cho nên là các bạn cứ tự tin đi. Qua Mỹ mình sẽ học trường là Des Moines Area Community College ở bang Iowa và ngành Business Administration. Trường của mình là trường phát triển lâu nhất của bang. Thứ hai là được bình chọn bởi tạp chí là City View và có nhiều thu hút học sinh du học hàng năm. Business Administration là ngành thế mạnh của trường. Quá trình của mình là được giới thiệu từ một người bạn, và người bạn đó thì đậu rồi và đi học rồi thì mình mới giới thiệu cho mình sau. Thì đầu tiên là sẽ đến trung tâm và trung tâm sẽ tư vấn rõ hơn là về cái mong muốn của mình là sẽ học ở trường nào,
học ngành gì. Nói chung mọi thứ là do bản thân mình là muốn học cái gì thì trung tâm sẽ hướng dẫn và làm hồ sơ theo như cái mong muốn của mình. Và quá trình học phỏng vấn của mình là mình sẽ học được học 6 buổi với anh Khôi, sau đó sẽ được học với là anh Bảo Anh. Thì khi mà học với anh Khôi thì để mọi người biết rõ hơn là về các trường của mình nè. Nói chung là những cái khúc mắc, những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi, muốn biết về rõ về hồ sơ của mình. Còn khi mà đến cái ngày mà sắp đi phỏng vấn thì mình sẽ được học với anh Bảo Anh. Thì anh Bảo Anh sẽ giống như là làm cho tâm lý của mình là sẽ tự tin hơn, bớt run và bớt sợ hơn. Theo kinh nghiệm của anh Bảo Anh thì anh có nghiên cứu rồi, anh sẽ chắc lọc những cái câu hỏi mà chắc chắn là người ta sẽ hỏi mình trong những cái câu đó. Thì bốn cái câu mà lãnh sự quán hỏi mình thì cũng có nằm trong những cái số câu mà anh Bảo Anh đã dạy. Và khi mà phỏng vấn rồi, về rồi thì mới biết là lời mà anh Bảo Anh nói đó là sự thật 100%. Kế hoạch là học tập của mình khi qua Mỹ, thứ nhất là mình sẽ học tiếng Anh trước, sau đó là mình sẽ học mà cao đẳng rồi mình sẽ chuyển tiếp lên đại học. Tóm lại là mình muốn chia sẻ với các bạn là phải tự tin thôi. Phải nghĩ là mình sẽ đậu, người khác làm được thì mình phải làm được. Chúc các bạn may mắn.